Đồng hành cùng giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng cúp truyền hình BRT, bản tin theo nhịp bóng lăn liên tục cập nhật các diễn biến liên quan đến giải đấu từ vòng loại đến vòng chung kết. Không chỉ có thông tin về giải đấu, những hoạt động đồng hành, những sẻ chia hỗ trợ của các tấm lòng yêu bóng đá, yêu trẻ em trong khuôn khổ cúp truyền hình BRT cũng thường xuyên được cập nhật. Theo nhịp bóng lăn có cả những câu chuyện phía sau quả bóng, về thần tượng, về ước mơ, về sự nỗ lực vượt lên giới hạn bản thân, hoàn cảnh để được thỏa mãn với đam mê và tỏa sáng tài năng. Theo nhịp bóng lăn còn kết nối thông tin bóng đá trong cả nước, nhất là bóng đá dành cho trẻ em. Bản tin theo nhịp bóng lăn trong chương trình thời sự BRT chiều thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7 năm 2019. Mời quý vị đón theo dõi.